phim Có Duyên Không Nở từ lò TVB, Huỳnh Tông Trạch, Hồ Hải Nhi gãy gánh sau 8 năm. Bốn cặp đôi dưới đây từng khiến khán giả mong chờ kết cục viên mãn như trong những bộ phim họ từng tham gia. Không những là một trong những nhà đài nổi tiếng xứ Cảng Thơm, TVB còn là nơi chứng kiến nhiều cặp minh tinh gặp gỡ và yêu nhau. Có những cặp đôi đi đến hôn nhân viên mãn, cũng có những cặp đôi nửa chừng gãy gánh. Dưới đây là bốn cặp tình nhân có duyên không nở, tốn bao giấy mực một thời của giới truyền thông. Trương Vệ Kiển, Tuyền Huyên. Trương Vệ Kiển là cây hài nổi tiếng của Hồng Kông, đối thủ số 1 của Châu Tinh Trì. Trong khi Tuyền Huyên là một trong ngũ đại hoa đán của TVB thập niên 90. Cặp đôi bén duyên màn ảnh qua bộ phim Truy Nhật Hà Hồ. Thời bấy giờ họ không những là cặp đôi ăn ý trên màn ảnh mà còn trải qua tình yêu mặn nồng. Cả hai từng dọn về sống chung nhà nhưng 2 năm sau đó đã đừng ai nấy đi. Dù tuyên bố làm bạn sau khi chia tay nhưng họ ít khi gặp nhau. Trong khi Trương Vệ Kiển mở rộng sự nghiệp sang thị trường Trung Quốc thì Tuyền Huyên vẫn gắn bó với nhà đài. Hiện tại, Trương Vệ Kiển đã kết hôn với nữ diễn viên Trương Tây và chưa có con cái, trong khi Tuyền Huyên vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân ở tuổi 51. Trần Hảo Dân, Sa Thi Mạn. Trần Hảo Dân được mệnh danh là nam thần không tuổi, còn Sa Thi Mạn là nhất tỷ một thời của làng giải trí Hồng Kông. Năm 2002, cả hai nảy sinh tình cảm khi đóng phim điện ảnh Máy Nước Ngọt Tình Yêu. Yêu nhau được 4 năm, cả hai chia tay trong lặng lẽ. Lý do tan vỡ là vì Trần Hảo Dân bật đóng phim ở Trung Quốc, còn Sa Thi Mạn tập trung phát triển sự nghiệp ở Hồng Kông. Đến nay, nam diễn viên đắc kỷ chủ phương đã kết hôn với người mẫu tưởng Lê Sa và có 4 nhóc tỷ, còn đang chu chỉ nhược vẫn lẻ bóng. Thế nhưng, về tài chính khi sao nam sinh năm 1969 phải chật vật kiếm tiền nuôi vợ con thì Sa Thi Mạn đang sở hữu khối tài sản hơn 1.000 tỷ và là một trong 100 nghệ sĩ có thu nhập cao nhất Trung Quốc năm 2020 do Forbes bình chọn. Huỳnh Tông Trạch, Hồ Hải Nhi. Huỳnh Tông Trạch và Hồ Hải Nhi quen nhau khi đóng cặp trong bộ phim Mẹ Chồng Khó Tính năm 2005. Sau 4 năm yêu đương bí mật, cặp đôi công khai hẹn hò và nhận được nhiều ủng hộ từ khán giả. Đến năm 2012, mối tình 8 năm chính thức tan vỡ bởi tính lăng nhăng và đào hoa của tài tử họ Huỳnh. Hậu chia tay cả Huỳnh Tông Trạch và Hồ Hải Nhi ít khi chạm mặt ngoài đời lẫn trên phim. Hiện mỹ nhân Vạn Phùng Chi Vương dường như rút khỏi làng giải trí, tập trung vun vén cuộc sống hôn nhân với ông xã doanh nhân và hai cậu con trai đáng yêu. Còn Huỳnh Tông Trạch vẫn tập trung vào sự nghiệp diễn xuất của mình. Sắp tới, nam diễn viên sẽ nhận vai chính trong bộ phim Bằng Chứng Thép Năm, nhận được nhiều mong đợi từ khán giả. Trần Hào, Lưu Bích Nhi. Là một trong những ngôi sao hạng A và là anh lớn của nhà đài TVB, Trần Hào rất được khán giả yêu mến qua lối diễn xuất chân thực, tự nhiên và hài hước. Lưu Bích Nhi đăng qua ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Gốc Hoa năm 2001 và trở thành gà cưng được TVB lăng xê. Cặp đôi phải lòng và vướng nghi án hẹn hò khi diễn cặp trong phim truyền hình Trói Buộc. Lúc này, người đẹp vẫn còn đang hẹn hò với Lưu Khải Uy, chồng cũ của Dương Mịch. Quen nhau được 5 năm, cặp đôi chính thức chia tay vào năm 2010 vì Lưu Bích Nhi cặp kè với doanh nhân Lâm Trung Hào. Thời điểm hiện tại, Trần Hào đã kết hôn với nữ diễn viên Trần Nhân Mỹ và đã có với nhau 3 nhóc tỷ, còn Lưu Bích Nhi vẫn cô đơn lẻ bóng ở tuổi 42.